Tiếp theo đến quy phạm số 2. Quy phạm số 2 là gì? Đối với hành vi không tổ chức giám sát đánh giá chương trình dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Rồi xong. Thì bây giờ nhá, chúng ta xác định bình thường đúng không? Xác định uh, định quy định chế tài nhá. Xác định giả định trước này. Giả định là gì nhỉ? Đối với hành vi không tổ chức giám sát đánh giá chương trình dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Đấy, theo quy định rồi thì như này thì phạt tiền như này thì mọi người nhớ không phạt tiền ấy thì nó chính là gì nó chính là chế tài đúng không mình đã nói rồi phạt như nào đấy thì chính là chế tài đúng chưa vậy cái này nó có gì nó có giả định với cả chế tài còn quy định thì nó có không thật ra bản chất là quy định nó cũng có nhưng mà mọi người có thể ghi được không nếu mà nó không có ghi luôn trong đấy thì mọi người có thể ghi nào không đúng không nếu mà muốn quy định ý, thì tức là gì quy định đây tức là phải đúng không phải tổ chức giám sát đây mình hiểu đơn giản đấy quy định nhá quy định thì mình sẽ ghi đây này quy định ở đây đấy là gì nhỉ phải đúng không? Đối với hành vi không tổ chức thì phạt như này, tức là quy định đây là phải đúng không? Phải tổ chức giám sát thôi. Được chưa? Phải tổ chức giám sát. Xong nhá. Đấy, phải tổ chức giám sát như này. Xong rồi. Đấy, Vì đây nếu mà mọi người muốn ghi ra thì mọi người sẽ ghi giả định là hết cái màu xanh này nhá. Còn quy định là gì? Quy định là phải tổ chức giám sát đánh giá chương trình dự án sử dụng vốn ODA của vay ưu đãi. Đấy, còn chế tài đây là bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng rồi. Rõ rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta cần nêu ra nốt là gì? hình thức thực hiện pháp luật ở đây là gì thôi đúng không? Hình thức thực hiện pháp luật. Chúng ta cũng xem hình thức thực hiện pháp luật đây là gì. Đấy nó cũng sẽ có ba cái đây mình cũng đã nói rồi đúng không? Đấy là tuân thủ này, thi hành và sử dụng. Ok chưa? Đấy còn áp dụng ấy thì mình phải nói đến là một cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở đây, tuy nhiên là không nói gì đến đúng không? Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cho nên nó chỉ là tuân thủ hoặc thi hành hoặc sử dụng thôi. Thì chúng ta xem hình thức ở đây là tuân thủ hay thi hành hay sử dụng thì cái này khác mọi người quen rồi đúng không? Đây là phải tổ chức giám sát, tức là ấy, đây chính là phải có nghĩa vụ đúng không? Phải có nghĩa vụ là tổ chức giám sát cái này. Đấy thì đây chính là gì rồi? Thi hành rồi đúng không? Ok, hình thức đây chính là thi hành. Đấy, người ta cứ nói có quyền ý, thì sẽ sử dụng. Tuy nhiên đây không phải có quyền mà phải bắt buộc rồi. Nếu mà không làm thì phạt tiền này. Thì có phải đây chính là đang bị bắt buộc không? Chứ không phải là có quyền. Đấy, đây cũng không phải cấm gì hết. Đúng không? Cũng không phải cấm cho nên cũng không phải là tuân thủ. Đấy, đây chỉ là thi hành thôi. Mọi người thấy đúng không? đấy là phải tổ chức như này tức là mình phải có nghĩa vụ là tổ chức giám sát đánh giá chương trình như này đấy thì đây là hình là thi hành thôi đúng không xong nhá đấy chúng ta đã trước xong câu số 2 đề 3 tháng 7 năm 2023 rất là dễ thôi đúng không tiếp theo ấy là chúng ta chuyển sang là đề ngày 7 tháng 1 đấy, ngược dòng thời gian rồi đúng không chúng ta có hai cái mã ngày 7 tháng 1 này 7 tháng 1 mã lẻ và 7 tháng 1 mã chẵn ok không đấy, sau đó chúng ta sẽ làm nốt đề ngày 2 tháng 7 năm 2022 đấy đề 7 tháng 1 năm 2023 nhá xong chúng ta lùi về ngược dòng thời gian thôi đúng không? Đấy, nốt còn ba cái nữa thôi, ba câu nữa thôi là chúng ta sẽ xong. Đây, đề ngày 7 tháng 1 năm 2023 ấy thì cả hai cái mã này nó đều yêu cầu người ta là gì? Hãy phân tích đúng không? Những cái mặt gì đấy, đúng không? Đây, ví dụ cái đề này nó yêu cầu là gì? Phân tích mặt chủ quan của cấu thành tội phạm. Đúng không? Ok, tức là cấu thành một cái vi phạm pháp luật ấy. Ok chưa? Ở đây là gì? Câu 1 này trước này. Hãy chỉ ra cấu thành của hành vi vi phạm pháp luật sau cấu thành của hành vi phạm pháp luật nhá. thì mọi người còn nhớ không? khi mà nói đến cấu thành của hành vi phạm pháp luật thì chúng ta sẽ luôn có bốn cái đúng không? mặt chủ quan, đúng chưa? mặt chủ quan, mặt gì? mặt khách quan, trong đấy là chủ thể và khách thể đúng không? đấy, có bốn cái này, mọi người còn nhớ không? bây giờ ấy, nếu mà người ta bảo là gì, hãy chỉ ra cấu thành của vi phạm pháp luật, thì bây giờ chúng ta chỉ ra đủ bốn cái này là xong, ok chưa? thì đầu tiên mình sẽ nói đến là gì? À, chủ thể trước cho ngắn gọn đi đúng không? mình đã nói rồi, chủ thể và khách thể là rất là ngắn gọn chủ thể thì chúng ta cần nói tên cái người mà vi phạm ra thôi là xong ok chưa ở đây là gì vào một buổi tối vắng vẻ nguyễn văn a lén nút sang nhà hàng xóm lấy trộm chiếc xe máy đi bán vì thiếu tiền thì trên điện tử rồi ok vậy chủ thể vi phạm đây là ai có phải là nguyễn văn a không đấy cái bạn nguyễn văn a này lén nút sang nhà hàng xóm lấy trộm chiếc xe mà thì cứ phải là chủ thể đây là nguyễn văn a không? đơn giản như thế thôi nguyễn văn a ok xong nhá tiếp theo này mình sẽ nói luôn đến khách thể được chưa khách thể thì khách thể này mọi người truyền nêu ra là gì nó đang xâm hại tới cái gì thôi đúng không xâm hại tới quan hệ gì thì đây rất là dễ thôi mọi người còn nhớ không đây là xâm hại tới quan hệ sở hữu đúng không quan hệ sở hữu bởi vì hàng xóm đang có cái xe này mà bây giờ ông lấy xe ông đi cắm đúng không thì có phải là xâm hại đến quan hệ là sở hữu đúng không sở hữu của hàng xóm với cả xe máy không với xe máy đấy chúng ta chỉ cần xem là xâm hại tới quan hệ gì là được đúng không thì rõ ràng đây là gì xâm hại tới quan hệ sở hữu của hàng xóm với cả xe máy của họ, được chưa? xong khách thể, để... còn mỗi hai cái đây là mặt chủ quan và khách quan thôi, Rồi OK, đấy mình sẽ nói luôn mặt khách quan trước nhá. Mặt khách quan trước này, mặt khách quan mọi người nhớ không? Mặt khách quan là những cái biểu hiện ra bên ngoài, đấy là hành vi gì đúng không? Hành vi gì? Đấy và tại thời gian địa điểm như thế nào, đúng không? Thì đây rõ ràng là gì? Chúng ta thấy, hành vi đây là hành vi gì nhỉ Hành vi lén lút sang nhà hàng xóm lấy chỗ nước xe máy đi bán đúng không? OK, hành vi lén lút sang nhà hàng xóm nhà hàng xóm lấy trộm xe đi bán đúng không trộm xe đi bán vậy thôi còn ấy, thời gian địa điểm chúng ta không cần nêu ra bởi vì trong cái video pháp luật này đúng không người ta không nêu rõ là thời gian địa điểm như thế nào thì chúng ta cũng không cần nêu ra đúng không chúng ta chỉ cần nêu cái mặt khách quan đây là gì hành vi lấy lúc sang nhà hàng xóm lấy trộm xe máy đi bán thôi thế là được ok chưa và cuối cùng là gì nhỉ mặt chủ quan nhá ok mình sẽ nói mặt chủ quan thế còn nhớ không trong mặt chủ quan chúng ta phải chỉ rõ ra đấy là động cơ là gì mục đích là gì và lỗi là gì đúng không ok mình còn nhớ không mình đã nói cho các bạn rất là kỹ ở trong một lý thuyết rồi bây giờ mình lười quá mình không chiếu lại nữa mình chỉ nói thôi đúng không mặt chủ quan đây mình phải nói ra đủ ba cái thứ nhất là gì động cơ đúng không cơ là gì động cơ thì động cơ ở đây có phải là gì là trộm xe không động cơ ở đây chỉ đơn giản là sang bên nhà xóm trộm xe thôi thì động cơ này là trộm xe đúng không còn mục đích là gì mục đích động cơ là trộm xe rồi còn mục đích ở đây là gì nhỉ vì nếu tiền thì đi điện tử thứ còn mục đích là gì mục đích là có để có tiền thì đi điện tử không đấy để có tiền đi điện tử đi chơi điện tử ok chưa rất là dễ vậy thôi và cùng là gì nhỉ? lỗi lỗi đây là lỗi gì thì mọi người còn nhớ không trong ấy bốn cái lỗi kia thì mình phải nói ra được đúng không đấy là nó là lỗi gì trong bốn cái lỗi ý thì mọi người còn nhớ mình đã nói rất là kỹ lỗi thì nó có bốn loại đúng không đấy là gì cố ý trực tiếp cố ý gián tiếp vô ý vì quá tự tin với cả vô ý do cầu thả thì đây là gì nhỉ lỗi ở đây chính là lỗi cố ý trực tiếp đúng không cố ý trực tiếp rất là rõ ràng rồi mình đã nói rồi đấy khi mà cầm dao đâm mai này đấy hay là tự nhiên đi sang nhà người ta lấy trộm xe đúng không thì đấy chính là lỗi cố ý trực tiếp rồi đúng chưa bởi vì người ta đang mong muốn kết quả xảy ra người ta mong muốn là lấy trộm chiếc xe mong muốn là có tiền điện tử đúng không thì lỗi này chính là lỗi cố ý trực tiếp ok chưa ngồi nhá nghe xong chúng ta nói xong này về bốn cái này rồi tóm lại thì là xong rồi rất là dễ thôi đúng không chúng ta phân tích xong chủ thể khách thể mặt chủ quan và khách quan thì là được đúng không đấy thì đấy chính là cấu thành của hành vi phạm pháp luật dễ đúng không câu này được hai điểm ok chưa đấy thì mình đã chơi các bạn rất nhiều dạng bài tập của chương này rồi nhá đấy thì nó cũng chỉ vào một trong các dạng như này thôi được không tiếp theo này mình sẽ chuyển sang cũng là ngày 7 tháng 1 nhưng mà mã chẵn đấy thì nó cũng hỏi tương tự như vậy hay tích mặt chủ quan ở đây nó hỏi mỗi là mặt chủ quan thôi nhá nói mặt chủ quan thôi mọi người còn nhớ không ở đây là sẽ có là chủ thể khách thể mặt khách quan mặt chủ quan nếu mà nó nói luôn ấy hãy chỉ ra cấu thành nhưng mà đây người ta chỉ nói mỗi là hãy phân tích mỗi cái mặt chủ quan thôi của cái cấu thành tội phạm đúng không trong cái hành vi phạm luật như này sau anh mờ có vợ là ca do có nhân tình bên ngoài và muốn lấy nhân tình làm vợ nên vào một đêm vắng vẻ anh mờ đã chủ động tán nhỏ thuốc ngủ liều cao trộn vào sữa của ca đợi khi ca ngủ thì giết ca đúng không ở đây là mình ghi dấu sao ở đây để cho nó bớt nhạy cảm thôi đúng không ok nhá thì bây giờ này chúng ta cùng xem với nhau. Ở đây phân tích mỗi mặt chủ quan này, đúng không? Thì mặt chủ quan đây mình đã nói rồi, nó sẽ có là động cơ, mục đích và lỗi. Ok chưa? Chúng ta phân tích mỗi động cơ, mục đích và lỗi là được, đúng không? Thì đây chúng ta phân tích nhá, mặt chủ quan này. Mặt chủ quan. Thì trong mặt chủ quan mình đã nói rồi. Nó chỉ bao gồm ba cái thôi, đúng không? Động cơ là gì, mục đích là gì và lỗi là gì đúng không? Động cơ, đấy, mục đích và lỗi. Phân tích xong cái này là được. đầu tiên ấy về động cơ mà người đọc trong đây thôi đúng không đây do có nhân tình bên ngoài và muốn lấy nhân tình làm vợ đấy thì động cơ ở đây có phải là gì động cơ ở đây là giết vợ để lấy nhân tình đúng không giết vợ để lấy nhân tình được chưa lấy nhân tình đấy mà người ta nói rất là rõ rồi đúng không anh mở vợ như này do có nhân tình bên ngoài muốn lấy nhân tình làm vợ thì đấy và một bên bóng về anh ta đã như này thì có phải là động cơ ở đây thì là giết vợ để lấy nhân tình không thế nhá có mục đích là gì Mục đích cái đấy là tước đoạt tính mạng của chị này đúng không? Tước đoạt tính mạng chị K đúng không? Tước đoạt tính mạng chị K để có thể lấy nhân tình làm vợ ấy. Đúng chưa? Đấy là mục đích. Mà cuối cùng là lỗi là gì? Thì chắc chắn 100% đây là lỗi cố ý trực tiếp rồi đúng không? Cố ý trực tiếp, mình đã nói rồi. Cố ý trực tiếp. Đấy, thường những cái hành vi như là gì? Sang hàng xóm lấy trộm xe này, hay là lấy dao đâm này hay gì đấy đúng không? Đấy, thì có phải là cố ý trực tiếp không? đúng nhá mọi người nhớ như vậy cố ý trực tiếp vì làm sao vì mọi người có thể phân tích thêm một chút cố ý trực tiếp vì anh M đã chủ động tán nhỏ thuốc ngủ liều cao trộn vào sữa của chị K rồi đợi chị K đi ngủ thì rít đúng không ok đấy rất đơn giản như vậy thôi thì ta phân tích xong rất là dễ đúng không nào xong nhá vậy chúng ta đã trước xong này hết cái đề ngày 7 tháng 1 năm hai phần bài tập rồi đúng không nó có cái mã chắn với cả mã lẻ như vậy chúng ta cũng đã chưa hết rồi đấy còn hai câu ở trong đề này là câu hai thì nó nói đến là tham nhũng đúng không? Nó nói đến hành vi tham nhũng thì cái tham nhũng này chúng ta học ở trong cái luật tham nhũng thì buổi sau mình sẽ nói cụ thể vào các cái luật đấy thì mình sẽ nói sau đúng không phần 3 là chúng ta là vào những cái ý đấy được chưa rồi xong tiếp theo này mình sẽ chưa đến cái cuối cùng nhá đây chúng ta cùng chuyển đến cái câu cuối cùng rồi thì câu cuối cùng này rất là quen thuộc thôi đề ngày 2 tháng 7 năm 2022 nghìn ta cùng xem trong câu 2 này dạy bộ phận giả định quy định đấy, và hình thức thực hiện pháp luật của các quy phạm sau thì có phải nó giống với bên trên không nó giống y hệt với cái đề bên trên này mình đã cục trước các bạn này đúng không giả định quy định sau đó xem là hình thức đúng không thực hiện pháp luật là gì ok thì bây giờ chúng ta hãy cùng chơi với nhau này quy phạm một đấy mình vẫn quy định như vừa nãy nhá cái màu xanh này là mình sẽ ghi giả định đúng không giả định thì mình sẽ ghi màu xanh mình sẽ tô màu xanh nhá còn quy định thì mình sẽ ghi màu đỏ ở đây nó chỉ cần chúng ta xác định giả định quy định thôi đúng không thì quy định mình sẽ ghi đồ màu đỏ nhá thì bản chất ở đây nó không có chế tài mà đúng không thì nó chỉ có giả định quy định thôi thì bây giờ mình sẽ làm từng cái này Đầu tiên là giả định trong quy phạm 1 này, doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài, bên nước ngoài trong doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh được chuyển ra nước ngoài số tài sản còn lại của mình sau khi đã thanh lý kết thúc hoạt động tại Việt Nam. Rồi, và bây giờ chúng ta như một thói quen thôi, chúng ta sẽ giả định và quy định như bình thường, đúng không? Thì mọi người có thể làm trong 2 phút đi. Đấy, sau đó mọi người tiếp tục để xem mình chữa nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng chữa này. Giả định về phần giả định này ý, thì chúng ta thấy đúng không đây chính là doanh nghiệp bảo hiểm 100% trăm phần vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài trong doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 100% trăm phần vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh đúng không Tại còn cái việc là được như này ý, thì đây chính là quy định rồi đúng không đây chính là quy định được chuyển ra nước ngoài số tài sản còn lại của mình sau khi đã thanh lý này thì nó lại là gì giả định được chưa đó mọi người nhớ giúp mình giả định đấy nó sẽ bao gồm là từ đây đến đây và từ đây đến đây đúng không sau khi phải đã như này đúng không đấy thì đúng như cái mình đã chỉ thôi đấy là chúng ta xem ấy giả định là gì là ai trong điều kiện hoàn cảnh nào đúng không đấy thì đây là ai này còn trong điều kiện hoàn cảnh là gì sau khi đã thanh lý kết thúc hoạt động tại việt nam này đúng không thì sẽ được chuyển ra nước ngoài số tài sản còn lại của mình ok chưa để quy định đúng không xong nhá vậy mình đã nói xong cái này rồi thì bây giờ chúng ta xem là hình thức thực hiện pháp luật là gì nhưng còn nhớ không hình thức thì chúng ta nói với nhau rất nhiều rồi hình thức thực hiện pháp luật thực hiện pháp luật thì nó có bốn cái đấy nhưng tuy nhiên là cái áp dụng của chúng ta bỏ luôn đúng không bởi vì nó phải xuất hiện cơ quan nhà nước thì nó mới là áp dụng còn đây nó không xuất hiện phải cho thành tay còn mỗi là gì có mỗi là tuân thủ với cả thi hành với cả sử dụng thôi đúng không ở đây này chúng ta thấy được chuyển ra nước ngoài tức là được quyền đây đúng không được quyền chuyển ra nước ngoài số tài sản còn lại thì mình đã nói rồi khi mà được quyền ấy thì nó như là sử dụng đúng không sử dụng pháp luật được làm gì đấy thì nó chính là sử dụng pháp luật đấy có bắt buộc phải làm gì đấy nó chính là thi hành pháp luật còn cấm làm gì đấy thì nó là gì nó là tuân thủ pháp luật mình đã nói rất là nhiều rồi nhá hy vọng mọi người đã nắm được cái đó rồi được không ok tiếp theo ta đến quy vọng 2 cũng như là cái quy vọng cuối cùng để chúng ta làm trong ngày hôm nay quy vọng 2 trường hợp không có thỏa thuận về thời gian giao hàng thì bên bán phải giao hàng trong một thời gian hợp lý sau khi giao kết hợp đồng rất là dễ thôi đúng không thì ta phải xác định bình thường nhá giả định này giả định là gì trường hợp không có thỏa thuận về thời gian giao hàng đấy thì bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý thì chắc chắn đây là quy định rồi đúng không thì này bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi kết thúc hợp đồng sau khi giao kết hợp đồng thì đấy đây thì là quy định đúng không còn giả định thì nó sẽ kéo ở đoạn đến đoạn này này thì bên bán đó và đây này chúng ta sửa lại một chút ở đây đấy là cái phần uh, giả định đúng không thì nó sẽ từ đây đến đây và gì nữa và sau khi ký giao kết hợp đồng đúng không đây cũng là giả định luôn mình đang bị nhầm đoạn này đây cũng sẽ là giả định luôn nhá còn cái quy định thì nó chỉ là phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý thôi ok chưa đấy tóm lại đây là gì cái giả định ở đây là có hai cái để trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng đúng không thì bên bán đấy như này sau khi giao kết hợp đồng thì tức là đây là giả định đúng không cú thể trên này này nó tách ra giả định là có hai cái ở đầu và cuối thế thì mọi người phải chú ý đúng không đấy chúng ta xác định cho đúng Mà gì quy định đây là phải giao hàng trong thời hạn hợp lý ok chưa xong nhá đấy chúng ta nói xong rồi rất là đơn giản thôi và bây giờ ấy thì chúng ta xem hình thức thực hiện pháp luật Hình thức thực hiện pháp luật chúng ta xem nốt cái này là gì thôi đúng không? Hiện pháp luật ở đây là gì? Thế rất là dễ thôi. Chúng ta còn nhớ không? Ở đây có bốn cái hình thức. Tuy nhiên mình như mình đã nói, để áp dụng của chúng ta bỏ luôn. Còn mỗi ba cái thôi. Ba cái đây là gì nhỉ? Tuân thủ pháp luật này, thi hành pháp luật này và sử dụng pháp luật này. Thì đây mình có phải còn nhớ không? Phải giao hàng thì phải phải làm gì đấy chính là nghĩa vụ rồi đúng không? Mà mình đã nói rồi. Nếu mà nói nghĩa vụ thì chắc chắn luôn là gì? Thi hành pháp luật. Được chưa? Thi hành pháp luật. Dễ đúng không? hình thức thực hiện pháp luật đây là chỉ là thi hành pháp luật nhớ nghĩa vụ sẽ là thi hành còn quyền ấy có quyền được làm gì đấy thì đấy chính là sử dụng như câu quy phạm một này đúng không nó được chuyển ra tức là được quyền chuyển ra đấy thì đây chính là sử dụng pháp luật còn ấy cái việc mà phải giao hàng như này chính là nghĩa vụ rồi đúng không nghĩa vụ thì chắc chắn là thi hành đấy còn ấy nếu mà trong cái quy phạm đó bảo cấm làm gì đấy thì đấy chính là gì tuân thủ pháp luật ok chưa là mình đã nói rất là nhiều cái này rồi chắc là mọi người đã nắm được sơ sơ phần nào rồi đúng không về nhà mọi người sẽ mở sách bài tập ra mọi người tự luyện thêm nhá ở phần ở dưới ấy. Đấy, thật ra mình đã chỉ cho các bạn xong xương xương ấy mọi người sẽ làm được khoảng hơn 2 phần ba của sách bài tập ở đấy mọi người nhớ về tự luyện thêm nhá đấy và ở trong cái drive của mình thì mình cũng đã để đáp án để mọi người tham khảo rồi ok không đấy thì mọi người có thể xem trong đấy và đến đây thì mình đã kết thúc xong được cái phần hai này rồi phần hai nó khá là dài đúng không nhờ mình cũng đã đi hết của các bạn hẹn mọi người ở phần tiếp theo thì mình sẽ chỉ nốt cho các bạn đến phần ba Đấy, sau đó mình sẽ chữa cho các bạn cùng các bạn những cái đề kiểm tra cũng như đề thi ok không xong nhá và video của mình hôm nay đây thôi chúng ta kết thúc phần hai đây rồi nếu bạn nào có thắc mắc gì thì hãy để lại phần bình luận mình sẽ đáp cho các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo bạn người bye